Gần một tháng vừa qua, nhu cầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng vọt. Vào ngày 10 tháng 7, nhiều bệnh viện thông báo tạm hết vaccine, đang chờ cung ứng thêm. Thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chỉ trong một ngày là ngày 6 tháng 7 đã có hơn 76.580 người dân đi tiêm vaccine tại các điểm tiêm trên địa bàn. Trong đó, mũi thứ nhất chiếm tỷ lệ 5,5%, mũi thứ hai chiếm 3,6%, mũi bổ sung chiếm 0,02%, mũi nhắc lần thứ nhất chiếm 18,6%. Số lượt người dân đến tiêm mũi nhắc lần thứ hai chiếm 72,3%, tương đương với 55.356 người, tăng gấp 3,8 lần so với ngày trước đó. Số người dân đi tiêm ngừa COVID-19 hiện đã tăng gần gấp 10 lần so với thời điểm trước khi mà thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tiêm chủng trước ngày 13 tháng 6. Trung bình mỗi ngày chỉ có 4.000 đến 8.000 lượt tiêm. Trước nhu cầu tiêm chủng tăng cao, ngành y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp chuyên môn, triển khai tiếp nhận, thăm khám và thực hiện tiêm chủng đảm bảo an toàn cho cộng đồng.